À, dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh của Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở clip này thì hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Đây là một bộ karaoke gồm có những thiết bị loa, đẩy, vang, mic, nọc. Đấy. Bộ này test cho anh Long ở Sadec Đồng Tháp. Một con đẩy 3 kênh. Một vang X5, một equalizer, một vang mic không dây DMX và một cặp loa B3S212 35 mã. Đấy, cặp này nó có mức giá là 11.600.000 các bác nhé. Không câu giờ thêm nữa thì test nhanh và đóng nhanh để cho các bác về kịp chơi Tết, gần Tết rồi các bạn. Đấy, quay đi quay lại đã đến Tết này, chưa làm ăn được cái gì cả. Mình chưa bật nhạc à? Nó cắt súp luôn và đánh rất hay. Hai cây này đánh full. Cân bằng luôn nhá. Đấy, anh về anh có thể tùy chỉnh theo cái sở thích, mình muốn nghe thêm nhiều check tăng check lên mà muốn ít trùng thì giảm trùng xuống, hay nhiều bass thì tăng bass lên. Đấy. Với cái cấu hình như này thì hát karaoke gia đình là chuyên nghiệp đấy các bác nhé, rất là hay. Hôm nay em chính thức là mất hết giọng rồi. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10. Mic rất là nhẹ nhé, mic DMX nha mọi người nhé, 1.950.000 một bộ. Các bác hát những bộ này thì không cần phải suy nghĩ, và cái giá rẻ nhất gọi là quả đất rồi, không có đâu giá rẻ hơn. Một bộ mic không dây hàng thương hiệu DMX. Đấy. Mấy dòng mic sự kiện chuyên nghiệp các bác nhé. 1 2 5 6 5 6 7 8 9 10. Chính hôm nay cổ họng em đau, không thể nói to được. Nhưng mic này thì các bác hát thì ok nhá. Hay. Đấy. Sóng xa. Anh em làm sự kiện ok, mình nghĩ. Định hát tiếng chính thức là thèm hát nhưng mà không hát nổi, đau họng. Hiện tại mẫu đẩy 3 kênh em có một con mã cao hơn, giá 5.500.000. Loa B3 thì xem nào, có một đôi đây. Tiếng nhạc
Đây. Một đôi B3. Một đôi B3 nha, 11 triệu, đẹp như ngọc trinh. Quá đẹp luôn. Sơn Đà La. Còn một đôi nữa. Đấy, có nhu cầu mua sắm Tết thì mua cái thời điểm này rất hợp lý. Ở clip này thì em cũng xin được phép ngắn gọn tại đây để còn kịp đóng hàng gửi đi cho các bác. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp và số điện thoại ở đây. Rồi, xin chào mọi người.